anh nhau nói 60. Anh quay chỗ đây là anh bỏ YouTube rồi. Rồi coi YouTube rồi hết rồi. 60 nha. Làm video nha. 60 nha, 60. Chút tôi để à chút để vô coi trong này thử như thế nào. Thế nào nha. Đây cái dàn. Để mình coi thử cái dàn bếp này. Dàn bếp này đây là cái lò canh mình mướn nấu nướng ở đây luôn. Ở đây đầy đủ luôn, nấu nướng ở đây. Đó. Và đồ ăn rồi nấu ở đây. Đây thuộc một cái ấy luôn. Ở cái công ty này nó làm tủ lạnh luôn. Chà, cái tủ lạnh như cái xe cũng được. Đây xe tủ lạnh. Đi vô coi thử nha, vô coi cái lô canh mình quá đẹp luôn. Trần trang như thế nào. Còn bộ là hầu hết. Đó, cách trần trang ở đây. 1, 2, 4. 4 cái bàn này chắc nhiều quá. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 nhé. Ở đây thì đồ ăn buffet mình để ở đây hết luôn à. Để đây một nửa bàn nha. Một chút nữa đưa đồ ăn đồ lên đây hết luôn. Đây mấy đây là tối đây là coi như là còn hết luôn nha. Rượu đỏ, rượu XO có hết luôn rồi. Không tất. Không chi không gì. Chút nữa mới đưa lên, chút nữa mới đưa đồ ăn lên, bây giờ chưa. Chút nữa mới đưa đồ ăn lên. Đây là cái hội trường ở đây là tối nay mình chơi nhạc ở đây luôn nè. Nhạc này cũng mướn nè, mướn mấy cái chip này mướn hết. 60 à, đây có nhanh hả? À. Đẹp chứ, tròn trang chỗ này đẹp chứ hả? Tròn trang chỗ này thấy đẹp chứ. Mình ngồi đi hả? Không, mình ngồi đi đi. Ngồi đi, dạ. Chỗ ngồi đi. Nói là ấy đó. À, mất sữa bàn rượu, mới lên lên sấy. Đi 3 bữa liền trúng 3 bữa. À, vẫn năm nay trúng. 2, 4, 6, 8, 9, 16. 96 ghế hả? 4 x 4, 96. Ừ, cũng đẹp chứ. Dũng là Dũng hấp hồn rồi. Dũng hấp hồn rồi, tuần là gặp nhau làm rì rai. Nhưng mà đặc biệt cái ngày hôm nay là ngày sinh nhật 60 tuổi. Ở phía dưới này. Ở phía dưới này là chung cư nhà ở thôi nè. Vô tay làm gì không được á. Vô phim đàng hoàng, đừng có nói là mọi bạn không chắc phim nha. Kệ nó để dành về coi. 60 tuổi nè. Vô lên YouTube luôn hả? 60 tuổi nè. Gửi lên YouTube để kỷ niệm. YouTuber phải không? YouTuber. Nó nấu ghê. YouTuber mà. Hả? YouTuber. Xì chiều xì chiều trên ấm. Xì chiều trên ấm. Tăng nước nữa. Không xem nó chứng tỏ nó cũng giữa chứ. Người cô dâu mà. Trời ơi. Đẹp vậy không á? Đẹp được con không? Đẹp quá. Rồi, đừng có nhanh cho chồng nhanh ra rồi. Màu đẹp rồi. Một pin mình lấy chứ, cùng cái đó. Cùng cái đó. Để lên sóc. Cũng mình là phòng của mình chứ. Để lên sóc. Đưa ra lại. Đưa ra lại. Đưa ra lại. Chờ lấy hình chút nha. Chờ lấy hình kỷ niệm chút nha. 60 năm cuộc đời. Đây. Oh, who's here? Michelle? Oh, who's here? That's all I've ever worked with. Thank you.
xây ông đi đâu là phim đó, ông đi đâu là phim đó. Cảm ơn của nhân vật chính trong ngày hôm nay. Hai là niềm hạnh phúc và lời chia sẻ
chúc mừng và sáng 60 năm trong ngày hôm nay. Ba là những lời thân mật như ấm áp tình mẫu tử sẽ gửi đến cho chị Tâm ngày hôm nay. Và bốn là một chương trình rất là đặc sắc, đó là chương trình ẩm thực, là tất cả quý bà con cô bác cùng các anh chị em chúng ta dùng thức ăn cũng như uống và vui chơi. Và năm là chương trình live show văn nghệ karaoke thiếu hai, tất cả những cái gì tốt đẹp vui vẻ sẽ là cống hiến và chúc mừng cho chị Tâm trong ngày hôm nay. Và sáu là một chương trình, đó là bánh sinh nhật và cà phê. Và sau đó là chương trình kết thúc và cũng như lời cảm tạ của nhân vật chính đến với bà con cô bác các anh chị em có mặt trong buổi sinh nhật ngày hôm nay. Và bây giờ để bắt đầu một chương trình mới lạ và những lời ấm áp gửi đến tất cả quý bà con cô bác các anh chị trong ngày sinh nhật này, xin quý vị dành một tràng pháo tay để chúc mừng chị Tâm 60. Và bây giờ xin mời chị Tâm bước lên sân khấu, đôi lời như là cảm tưởng trong ngày sinh nhật của chị, cũng như là đôi lời cảm ơn quý ông bà cô chú bác anh chị em đã có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay để chúc mừng chị. Xin mời chị. Thì hôm nay á thì em cảm ơn mấy anh mấy chị, mấy em, con cháu con cả trong nhà luôn, hết tất cả luôn, thì dành ra một buổi tiệc hôm nay á rất là đông đủ. Mình gì còn sao đây là thức ăn gì á là do lên cái em truyền thôi. Dạ, mời chị Tâm đứng lại ha. Dạ, thường thường họ nói là nói hay không bằng hay nói, nhưng mình lên đây nói cũng biết mình hay. Dạ, thì bây giờ một niềm hạnh phúc và lời chia sẻ của anh Cường đến với ba xã. Chúc mừng sinh nhật 60 năm của em ngày hôm nay. Xin quý vị dành một tràng pháo tay cho ông xã đến đôi lời với chị Tâm ngày hôm nay. Trước hết kính chúc bà con cô bác và sau nữa là các anh em cùng con cháu ở trong gia đình rất là cảm ơn. Hôm nay là ngày sinh nhật của bà vợ 60, tròn 60, cho bà con vui. Rất là cảm ơn bà con ở phương xa bỏ thời gian ngắn ngủi, thời gian những quý báu để đến hôm nay, thì vô cùng rất là cảm ơn. Sau đó thì cũng cảm ơn quý bà anh chị em đã giúp cho bà xã ngày hôm nay, rất là nhiệt tình, rất là dễ thương. Điều có một cái là vinh hạnh nhất là hai đứa cháu là cháu Tò, cháu Sánh và Toàn. Và quên âm nhạc thì em Nhan và em Phúc. Thì hôm nay là Tâm nhà bếp thì Thiếm cảm ơn Sánh với Cúc nhiều nhất, với lại mấy chị em bên Đấu Hồng đó, rồi với cháu Toàn là em Nhanh, rồi Phương. Rồi với lại mấy đứa con ở nhà nó cũng giúp đỡ, nó kinh tế rồi gì đó rồi là xong rồi. Chúc mừng. Nhưng mà nó thiếu cái nụ hôn thì phải, hay là thiếu cái gì đó, nó thiếu cái gì đó phải không? Cái đồng ý mà. Dạ, không, tự nhiên thương thương họ nói rừng càng già càng cay, phải không? Đó. Hôn đây. Da blir tatt på norsk. Dessverre, eller heldigvis noen, så ser jeg at det er de norske som er her, som vi ikke forstår helt hva som blir sagt. Mye av det som vi skal si gjenspiller mye av det pappa har sagt, og det onkel har sagt. Vi har forberedt oss en liten, bitteliten tale. Vi prøver så godt vi kan på så kort tid.
men det som jeg vil si at vi vil jo først og fremst si takk til alle som har satt av dagen i dag for å komme og feire sekretær til vår mor. Det er noe vi setter utrolig stor pris på, og det vet vi også du gjør. Det har gjort det godt for nå. Og så vil vi selvfølgelig si tusen, tusen takk som alle har vært med og bistått og hjelper til med både matlaging, pynting, karaokeanlegg, som det viktigste delen på hele festen. Uten den så blir det noe fest. Så det setter vi veldig, veldig stor pris på. Så uten dere har vi fått til noe festen her i dag heller. Mamma skjønner ingenting, men vi får en årsak. Og så tillegg så vil vi selvfølgelig benytte anledningen her for å fortelle mamma at vi setter utrolig stor pris på henne. For det som at hun har ikke bare vært mamma vår, hun har også vært vår venninne. Hun har vært der for hver enkelt av oss på hver sin måte. For vi har alle forskjellige behov, og vi er alle forskjellige, de som står her. Så uansett hva vi har nå valgt, hva vi har gjort med livet våre, så har hun alltid vært etter oss. Og det er noe som vi selvfølgelig setter stor pris på. Og vi som barn generelt er jo en stor utfordring for foreldrene våre. Så vi har ikke vært den enkelte heller. Vi har vært stae, vi har vært vanskelige som alle andre. Men tusen takk til mamma og pappa som har holdt ut med oss. Så det var det, og det vi tenkte oss videre er at det som tilbake til utdanning, jobb og så videre, det som vi alle kjenner til og vet, er at atypiske asiatiske foreldre er at drømmen er at barna skal bli lege, tannlege, ikke noe sånn høy utdanning, høyest mulig. Men det som er at det vi ønsker med regjeringen her er jo innenfor business og konsulentbusinessen, og da tenkte jeg at nå har vi liksom feilet helt og skuffet mamma og pappa. Nå har vi feilet skikkelig her i livet. Men det er jo tvert imot. Mamma har jo vært der og støttet oss uansett hva vi nå måtte velge å bli. Og det er noe som vi selvfølgelig også setter veldig stor pris på, fordi det er det presset som vi aldri har opplevd i familien vår. Så støtten har alltid vært der. Til slutt så vil hun si, mamma, vi er veldig glade, det skjønner du. Mamma skjønner det. Vi er kjempeglade. Du er en morsom, omtenksom og snill dame. Om ikke å nevne verdens beste kokk i våre øyne. Og ikke minst er du veldig energisk, veldig sprek. Mor, bestemor og svigermor. Og det er selvfølgelig mye, mye mer vi skulle ha sagt. Vi kunne brukt hele dagen på å snakke veldig fint om vår mor og fortelle dere hvordan det er, men det ser ikke nødvendigvis i det. Fordi alle som kjenner mamma vet hvordan det er, så hun er akkurat lik til alle, om det er barn, venner eller hva det er. Og det synes jeg at du skal fortsette å være mamma. Og for å avslutte talen her, så har vi satt sammen noen videosnutter og noen bilder. Vi tenkte vi skulle vise litt video først. Og så bildene tar vi og lar det rulle går mens vi spiser. Så det var egentlig bare det. Så takk for oppmerksomheten og koset masse. Thank you.
Anh ba gái đẹp uống là phải rót đó, phải uống đó. Ồ, cái bàn này cái, bàn này được sao nó gái rượu, đẹp là được rồi, được chút rượu nè. Gái đẹp thì người gái gì đây mà gái, người ly ly bà đẹp người ly người ly ừ, mới... anh Mai kìa, anh Mai làm lo kìa, mới đi mà gần hết chai rồi toàn lệ dữ vậy. Chuyển xuống nha, anh chuyển xuống nha. Thiêu nó biết biết anh này không? Không ạ. Rửa đi thiêu luôn, biết anh này không? Anh đó là chồng chị kia. Biết rồi. Chồng chị kia. Biết anh đó là chồng chị kia. Anh thuộc ai? Thuộc tôi nào? Nhưng mà không phải nói con. Mời nó bệnh lên. Nó quên tôi rồi. Dù lý ổng mà, biết nè. Tôi nó quên tôi mừng. Đây nè. Phải không? Vui. Vui. Vô tôi làm thuốc phim rồi. Vô. Ba vô. Ba vô. Đánh. Con ba. Vô ba vô. 1, 2, 3, vô. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. Vô tâm. Vô. Vô sao đây? Thì gì, miếng nhiều cũng được. Giờ xin quý vị hướng mắt về sân khấu và dành một tràng pháo tay vũ đoàn máu hồng. Giờ trong khi